Vâng, xin chào các bác, đây là những bộ mic sáng nay về, nó gồm 3 bộ Beta 87A, hàng đẹp không nha. Và duy nhất một bộ SC4SM58 này giá 6,5 triệu nha các bác, con này em về giá tốt các bác. Con này hát rất ngon nha. Hát ngang ngửa những dòng ULXB4 và SM58 nhưng mà giá tốt hơn. Dòng ULXB4 là hàng Mexico, còn con SC4 là SM58 này là hàng Mỹ nha các bác. USA. Trước tiên em sẽ mời các bác cùng xem bộ 6,5 triệu này nha. Con này hát tuyệt vời lắm nha. Ở phân khúc trên 6 triệu các bác liên hệ liền cho em chiếc nến sở hữu bộ này nha. Rất đẹp, tai mic SM58 nha. Anten theo qua luôn, anten zin còn nguyên luôn này. Có thấy không? Kỳ gấu luôn, nặng lắm nha. SC4CM rất mới nha. Đầy đủ phụ kiện nha bác, như là dây kết nối và pin sạc đầy đủ nha. Bộ này 6,5 triệu chỉ có một bộ duy nhất thôi, nhưng bộ này thì gọi là hàng xanh lồng thôi. Đấy, 6,5 triệu. Còn đây là 3 bộ Beta 87A này. Đây là một bộ hai tay em đã ghép sẵn cho các bác rồi. Bộ hai tay là giá 24,5 triệu. Đấy, khi các bác mua hai tay thì mình sẽ tiết kiệm được 500.000. Và đây là bộ một tay là giá 12,5 triệu, vẫn giá như hồi giờ nha các bác. Hàng đẹp không nha. Đây là các bác sẽ thường hỏi thắc mắc cái lỗ này là lỗ gì, là những cái lỗ để bắt những cái bát này các bác. Khi mà ghép vào hai tay đấy, cái bát này được ghép vào những cái rọ mà để đúng size của những đẩy này, những các bác đi sâu đó. Hàng đẹp keng hết nha. Đây là Beta 87A nha. Đường này em về toàn cục nguồn 4 cầu điện nên các bác xài điện nào cũng được nha, rất là tiện. Phía sau của những con đầu thu ULXB4 giá là 12,5 triệu, chiến khoản đủ thì vẫn bớt 200.000 nha các bác. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên là em ship hàng tận nơi. Và đây là bộ hai tay. Bộ hai tay thì nó đầy đủ bát nha, để các bác mình để cùng xài với những con vang đẩy hoặc là zip vào những cái thùng mà đi sâu nha các bác. Đây, đầy đủ phụ kiện nha, dây nhờ kém xuống, dây xịn hết, cũng như là pin sạc đầy đủ cho các bác. Bộ này 24,5 triệu. Nó dòng Mixua thì bên em chuyên rồi, bên em hàng đấu bay về, đấu giá về với những sản phẩm tuyển lựa kỹ lưỡng. Đấy, bộ này 24,5 triệu. Bác nào lấy thì alo cho em. Là những con pin Mexico. Thế này, trong này là cái volume này, volume mình tăng âm thanh này, tăng độ nhảy đó. Ở đây cũng là volume luôn các bác. Volume cái đầu này chúng ta để 10-12 giờ thôi. Đấy, sáng nay về như thế 3 bộ Beta 87A và một bộ SM58 SC4. Giá là 6,5 triệu, 12,5 triệu và 24,5 triệu. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.